vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên kênh truyền hình văn hóa du lịch Việt Nam Sunny. Sảnh mây rông đã tiến tới biên giới nước ta, khiến các tỉnh như Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai và Điện Biên đã có mưa rào và rông rải rác. Trong đêm nay, mưa sẽ lan ra toàn miền Bắc. Cục bộ có điểm có mưa vừa đến mưa to. Vì vậy, người dân cần đề cao cảnh giác với hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc và gió giật mạnh. Do có mưa nên nền nhiệt cao nhất ngày mai tại các tỉnh phía Tây Bắc Bộ phổ biến trong khoảng là 32 đến 35 độ. Còn tại phía Đông Bắc Bộ, mức nhiệt sẽ trong ngưỡng 34 đến 37 độ. Lui xuống Trung Bộ, tại đây vẫn phổ biến là không mưa và có nắng mạnh, cao nhất ngày tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế dao động trong khoảng 36 đến 39 độ. Vùng núi phía Tây có nơi còn vượt ngưỡng 39 độ, nắng nóng đặc biệt gai gắt. Còn tại các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, mức nhiệt là 35 đến 38 độ, có nơi vượt ngưỡng 38 độ. Dự báo nắng nóng sẽ kéo dài đến đầu tháng 7, vì vậy người dân trung bộ cần đề cao cảnh giác với hiện tượng cháy rừng rất dễ bùng phát. Các tỉnh thành Tây Nguyên và Nam Bộ do gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên về chiều tối có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có điểm đạt lượng mưa khá, vì vậy người dân cần phải đề phòng với hiện tượng lốc xoáy và gió giật nguy hiểm. Còn ban ngày thì có nắng gián đoạn với mức nhiệt trưa chiều tại Tây Nguyên phổ biến trong khoảng là 29-32 đến 32 độ, còn tại Nam Bộ là 31 đến 34 độ. Thưa quý vị và các bạn, với khí hậu mát mẻ và dễ chịu quanh năm, Sapa luôn là điểm đến du lịch ưa thích của rất nhiều du khách cả trong nước và quốc tế. Và trong rất nhiều những địa danh nổi tiếng nơi đây thì núi Hàm Rồng luôn là một trong những điểm đến quen thuộc của bất cứ ai khi đến với Sapa. Nằm ngay sát thị trấn Sapa, cách 3 km, du khách có thể đi bộ đến đó. Đứng trên đỉnh núi Hàm Rồng, bạn sẽ được ngắm toàn cảnh Sapa thung lũng mường hoa, tà phìn ẩn hiện trong sương khói. Càng lên cao thì cây cối càng thưa thớt dần, nhưng lại có nhiều địa danh tuyệt đẹp như là sân mây, cổng trời, vườn lan, vườn đào, rất thích hợp cho những du khách yêu thích ngắm cảnh và chụp ảnh lưu giữ làm kỷ niệm. Hy vọng với những thông tin hữu ích về du lịch Sapa, núi Hàm Rồng trên đây sẽ giúp cho quý vị và các bạn sẽ có một chuyến nghỉ dưỡng và tham quan thú vị, xua tan được mọi căng thẳng, mệt mỏi trong cuộc sống đến đây chúng tôi cũng xin được khép lại bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay xin kính chào và hẹn gặp lại